Bộ Y tế chiều 4 tháng 9 thông báo ghi nhận thêm 1.390 ca COVID-19 mới, giảm nhẹ so với hôm qua. Số bệnh nhân nặng cũng giảm từ 117 ca xuống còn 89 ca, tuy nhiên tiếp tục ghi nhận 1 ca tử vong. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 11.418.894 ca nhiễm, đứng thứ 12 trên 227 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong ngày, có 6.390 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 10.211.563 ca. Số bệnh nhân đang thở oxy là 89 ca, hôm qua là 117 ca. Từ 17 giờ 30 phút ngày 3 tháng 9 đến 17 giờ 30 phút ngày 4 tháng 9 ghi nhận 1 ca tử vong tại Thanh Hóa. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 1 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.120 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.